Chơi và yêu rất thú vị và em cảm thấy mình được trả hết lòng mình, trả hết cảm xúc của mình với cây đàn BL31 này. Và đó là cảm giác rất là thú vị của người chơi đàn. Có lẽ Hiếu chỉ nói như thế để các bạn cảm nhận về cây đàn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe từng cao độ một của cây đàn này.
Nếu mà với phân khúc chi tiêu khoảng xung quanh 35 triệu thì tôi cho rằng đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời và có thể nói là một sự may mắn cho ai đó mà có được sở hữu cây đàn này với phân khúc chi tiêu 35 triệu. Vâng, bây giờ mời các bạn xem và cận cảnh chữ KY này, cận cảnh cái giá nhà. Đó. Cái nắp, vâng, cũng rất là đẹp. Vâng, mọi thứ đang rất ổn phải không các bạn? Vâng, rất ổn. Chúng ta cùng xem phần phía dưới đó, các cái bê đan này đấy rất là sáng sạch đẹp như thế này đó. Wow, khá mới. Và nếu có nói nhấn mạnh là cây đàn thì sản xuất cũng lâu rồi, thì chúng ta sẽ xem cụ thể năm, nhưng mà các bạn thấy này, con ngựa này, cái đầu dây này đấy, mọi thứ đều khá mới. Và khá mới các bạn, và khá mới và tuyệt vời đấy. Chúng ta cùng xem cái đầu hồi này. Đấy. Gần như một cây U1H đúng không các bạn? Đấy. Cũng cái chân bong này, cái vai này. Đấy. Khác là ở đây, dưới dòng KY người ta có một cái cột sọc với ba cái gân như thế này. Đó. Mời các bạn xem cái nắp trên. Cái bản lề này. Đấy. Rất là sáng sạch này. Cái nắp này chỗ này hoàn toàn không bị xây xước gì. Đấy. Cái này đối xứng lại đây một chút bụi các bạn nhé. Chút bụi đây, rất là đẹp. Đó. Rất đẹp như này. Vâng. Nếu mà bày trong nhà chúng ta, vâng, nhân dịp trong một năm mới sắp tới thì cũng rất đáng yêu đúng không ạ? Vâng. 1 2 3 4 5 6 cột trống với hai cái tay sách xuyên như thế này. Vâng. Đấy. Yêu kiểm tra coi các bạn xem có bị nứt chỗ nào không. Hoàn toàn không bị nứt vỡ một chút nào các bạn ạ. Vâng, đây. Đó. Cái sao bóc như thế này là rất là yên tâm, rất yên tâm. Vâng, chúng ta cùng trở lại với phần bên trong của cây đàn. Wow. Sáng sạch không các bạn? Vâng, đây các bạn nhìn, đầu tiên là các cái chốt pin này. Đó, hiểu sẽ cho cái bê đan giảm âm xuống. Đấy, đều có ba vòng dây quấn như thế này. Đấy. Đó, rất tuyệt vời. Vâng. Rất tuyệt vời. Đây. Đấy. Rất tuyệt vời. Đây. Đấy. Đây. Rất là chắc các bạn ạ. Wow, rất chắc các bạn nhé. Rất chắc. Đấy. Rất chắc. Đấy, chúng ta cùng xem một cái búa. Đấy. Các cái chiều lông cừu ép còn rất là dày. Và đây các bạn xem luôn cái dây này để bảo dưỡng lại. Rất là sạch đẹp như thế này. Và đó, KY thì các bạn thấy là nhiều linh kiện họ làm bằng composite rồi. Đấy, một dạng nhựa tổng hợp. Đấy. Đây, các bạn thấy không? Rất nhiều linh kiện bằng nhựa. Đấy. Đấy, chúng ta cùng xem. Và nhưng mà rất là đều, rất là đều, rất là sạch sẽ và nó toát lên một cái sự vẫn còn rất là kiên cố chắc chắn. Và chứ không phải là một cái gì đó nó nát nát mục mục thì không có. Đó. Vâng. Cây đàn này được sản xuất năm 1974. Vâng. Năm 1974. Vâng. Đấy, và được sản xuất tại Nhật sau khi quá trình sử dụng được đánh giá là body B cộng. Vâng, đúng là khá là đẹp. Body B cộng, key B cộng, pin A, action B cộng và support A. Vâng, pin A và support A đấy là những cái tiêu chí vô cùng quan trọng. Vâng. Trong cây đàn. Đó, chúng ta nhìn. Vâng. À, Hiếu lúc nãy có nói và Hiếu nhấn mạnh rằng với chi tiêu 35 triệu mà chúng ta sử dụng cây đàn BL-31 này thì đó là điều rất tuyệt vời.